Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em có đến đây nhà của cái anh này và bây giờ em đi vô trong đó xem thử coi anh bán hôm nay anh cho em lại ghi hình quay phim dùm cho anh bán bò gì và giá cả như thế nào. Thì em mong là cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem, nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em để chúng ta có thể chốt được những con bò ở đây. Thì mời cô chú anh chị và các bạn theo cái chân em ha, để chúng ta vô trong đây coi anh chủ nhà bán bò gì và giá cả như thế nào. Anh định bán bò gì vậy anh? Hang bò hé nè. Hang bò B. Tình trạng là anh bán con 6 tháng. Con một con kem Pháp. Con kem Pháp mà. Con này 6 tháng này hả? Còn kia 6 tháng mấy hả? Ê. Rồi. Gãy cái trụ bê tông luôn rồi. Mới vô dây nó hay vậy? Không có cột á, anh lấy cây anh sửa lại, anh đem qua cái củi kia ra anh cột đi, kéo xe kia ra. Thì hồi nãy đến giờ thì anh chủ nhà anh dời mấy con bò lại đây. À, trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của một con Angus siêu đỏ ha, với một cái dàn khung xương rất là kịch cộm. Con này thì nó khoảng 6 tháng tuổi đó, con này khoảng 6 tháng tuổi ha. Đây 6 tháng tuổi thì mặt mày nè, đầu trụi nha, cấp mình rất là lực luôn, rúng đầy đủ chân móng nè. Đó, bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác anh chị ha. Đó, ba con bò này thì bây giờ anh chủ nhà quyết định bán cho bà con cô bác ba con với giá là 42 triệu. Bò kem giò cắn nè, rúng nè, rất là đẹp luôn. Đó, bò kem với dàn rúng đẹp lắm, con này cũng có rúng đầy đủ nè, con này cũng là siêu đỏ nha. Con này thì nó 5 tháng rưỡi. À, con này 5 tháng rưỡi nha. Alo. Dạ, khoan khoảng tiếng đồng hồ nữa anh điện lại, giờ em đang quay phim cái. Rồi rồi, rồi. Ở đây thì cô chú anh chị các bạn thấy không? Kem Pháp thì cũng khoảng 6 tháng ha. Dàn rúng rất là đẹp luôn, cấp mình nè. Đó, thả đòn rất là dài, sái tích thì nghiêm chỉnh nha. Đó, sái lưng nè. Sái lưng nè. Đó, hai con nè, sái mặt đều nghiêm chỉnh nha, sái mặt đây. Đây. Đó. Thì ba con bò này. Đó, hai cái con này với con Angus siêu đỏ này. Ba con này với giá là 42 triệu. Bà con cô bác anh chị nè có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em. Hai con kia khoảng 6 tháng, còn con này là khoảng 5 tháng rưỡi. Con này sái lưng cũng nghiêm chỉnh ha. Đó, mặt mày dấu yếm cũng như là cấp mình. Tổng cộng ba con bò ở đây với giá là 42 triệu thì cô chú anh chị và các bạn ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được ba con bò này. Từ chân móng nè, cô chú anh chị các bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video ha. Chân móng rúng đầy đủ ha. Con này rúng khoảng 4 phân. Con này khoảng 5 tháng rưỡi bò. Nói chung là bò này nó ăn mạnh rồi. Nên anh chủ nhà tách ra bán cho bà con cô bác anh chị chúng ta mua. Ai có nhu cầu mua về nuôi thì liên hệ ngay và liền với em ha. Qua bự ha. Qua nè, con nào cũng bự hết nha. Nè mình thấy không? Qua con này cũng bự nè. Đó, thấy có qua bự không? Đấy. Con này cũng qua bự. Chiều cao của mấy con bò này chắc là dao động chắc tầm khoảng 1m1 bò. Có con 5 tháng rưỡi kia thì chắc khoảng 1m lẻ mấy á. Đó, bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua ba con bò này thì liên hệ ngay và liền với em ha. Rúng nè, rất đẹp ha. Chân móng sọ cầm trụ thì đứng thẳng, con này là Angus siêu đỏ. Trong đây có hai con Angus siêu đỏ và một con kem Pháp lông nhuyễn rất là đẹp nha. Đây thì bây giờ em sẽ cập nhật về chiều cao cho bà con cô bác cũng như là quý anh chị chúng ta nhắm xem nè, coi ba con bò này có phù hợp túi tiền với mình hay không. Ba con tổng đàn này có giá là 42 triệu thôi cô chú anh chị các bạn, ba con ha. Mình coi mình nhắm mình mua được thì mình liên hệ ngay và liền với em để chúng ta chốt được ba con bò này. Bây giờ em đang có chuyến xe ghép bò về tỉnh Đà Lạt đó. Thì cô chú anh chị các bạn là có nhu cầu thì liên hệ ngay và liền với em ha. Con này 1m14 tại phía sau sân khu đó, con này 1m14 nha. Còn con này là 1m1 đó. Còn cái con bên đây coi, con bên đây chắc tầm khoảng 1m05 ạ. Con này khoảng 1m02 1m03 ấy. Thì bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em ha, để chúng ta có thể chốt được những bò này mua về nuôi phát triển kinh tế.
Đây tổng 3 con bò giá 42 triệu. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu liên mua thì liên hệ ngay và liền với em để mua được những bò này. Đó thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và mong là sẽ sớm được nhận được cuộc gọi từ quý cô chú anh chị và các bạn nha. Đó là từ kích thước cũng như là những cái thông tin cơ bản em quay cận cảnh để bà con cô bác anh chị người ta biết rồi. Chân móng con bò thì đi đứng hoàn thiện, khi mà giao đến thì sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về chân móng con bò đó. Nếu như mà giao đến mà bò nó bị áp xe hay là xuống ruột gì thì bà con cô bác anh chị chúng ta khỏi nhận ha. Ở đây thì em bán thì chắc có lẽ là bà con cô bác anh chị cũng biết rồi đó, chân móng hình ảnh đều hoàn thiện, không áp xe, không xuống ruột gì hết, sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Bây giờ em đang có mặt ở đây, đây trước mắt cô chú anh chị của các bạn là một cái đôi bò cái bô xin tơ lứa. Thì con bò này nó dao động tầm khoảng từ 11 tháng tuổi của chúng chị của các bạn. Đó, 11 tháng tuổi với một cái dàn dậu yếm. Đó, dàn dậu yếm lông da, chân móng và cái dàn rúng này rất là đẹp. Chân móng là móng sò. Đó. Cấp mình rất là đẹp ha. Đó, cấp mình nè, dậu yếm nè, rúng nè. Con này thì nó khoảng 11 tháng tuổi ha. Bò thì liền màu không lem giá gì hết. Bò này thì màu bánh mì khét ha, liền màu. Màu đặc trưng của dòng bò Bosin. Thì ở đây có một cặp bò, con này tầm khoảng từ 13 tháng. Con này khoảng 13 tháng nha. Dậu yếm cấp mình rất là tốt. Chân móng rúng. Đây, móng là móng sò. Chân móng thì hoàn thiện, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Hai con bò này là hai con bò tơ, chuẩn bị lên giống. Hai con bò này thì sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Lưng vai nè, đít nè, qua thì bự ha. Chân móng thì là móng sò, không áp xe, không xuống ruột gì hết. Cái đôi bò này bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho bà con, cô bác cũng như là quý anh chị. Đôi bò này có giá là 42 triệu 500. Đó. Con này 21 triệu. Con bên đây 21 triệu 500. Đó, cô chú anh chị của bạn xem. Con bên đây thì nó đẹp hơn. Đó, nhưng mà có một cái con bên đây thì nó bự hơn. Hai con bù qua bù lại. Dàn rúng của hai con bò này là rúng con nào cũng đẹp nha. Mình nhìn đó, cấp mình con này thì màu bánh mì, lưng vai lực ha. Đó, chân móng thì móng sò, dậu thì lạt phạt luôn ha, không có đốm giá gì hết cô chú anh chị và các bạn. Lưng ở đây là sái hoàn toàn nghiêm chỉnh nè. Hai bò này khá là dễ, bà con cô bác anh chị có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được đôi bò này. Giá của đôi bò này có giá là 42 triệu 500, con bên đây là 21 triệu 500, còn con bên đây là có giá là 21 triệu. Và bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua một hết một cặp thì anh chủ nhà sẽ bớt cho bà con cô bác anh chị 500 ngàn phụ tiền xe, hỗ trợ cho bà con cô bác anh chị về nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển nha. Ví dụ như là các tỉnh miền Tây thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được hỗ trợ về vấn đề là ghép chung xe về, ghép chung xe để chúng ta có thể nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển. Ví dụ như là bà con cô bác anh chị ở Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cần Thơ hoặc là ở các tỉnh như là Cà Mau, Kiên Giang gì, ai có nhu cầu mua thì chúng ta vẫn được ghép xe nha. Thì cho trong vòng tầm từ một tuần lễ trở lại hoặc là 5-7 ngày, 3 ngày 2 ngày, nhiều khi là bà con cô bác anh chị mua cũng có chuyến xe ghép về chung thì nó nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển ha. Ở đây thì đôi bò này là có giá là 42 triệu 500. Bò lưng vai lực nè ha, cấp mình rất là đẹp luôn. Đó, chân móng sò, xương sóc nè, chân móng rất là đẹp, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, sái tích nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây thì cô chú anh chị và các bạn chắc có lẽ là mình ở những cái vùng miền xa, mình cũng ngại cái phần kinh phí vận chuyển đúng không. Thì đôi bò này là đôi bò cái tơ lứa ha. Con này có giá là 21 triệu 500. Mình nhìn cái dàn dậu yếm của nó nè. Đó, cấp mình rúng của nó nè, chân móng của nó nè. Đó, rất là đẹp đúng không cô chú anh chị và các bạn. Nhiều cô chú anh chị và các bạn không có biết cái cách nào để lựa chọn một con bò giống. Thì đến với cái chương trình của em thì em cũng có một xíu kinh nghiệm để chia sẻ cho bà con cô bác anh chị, với những người chúng ta chưa biết thôi nha. Còn những người mà biết rồi thì coi như là xem để ủng hộ em ha. Rồi, ở đây thì mình nói cơ bản về một cái con bò giống. Trước tiên là mình phải nhìn về cái dàn dầu yếm của con bò. Rồi nhìn dàn lông da của nó, lông nhuyễn da có sáng hay không. Chân móng của nó có đẹp hay không. Nó rúng của nó như thế nào, rúng có chiền hay là không. Đây, bò này thì nhìn tướng tá pin lực rồi. Đó, cấp mình thì rộng. Thì bây giờ em đang quay buổi chiều, chưa chiều chủ nhà chưa cho nó ăn no nên nó cũng còn hơi hớp hay không ha, chưa ăn chưa uống gì hết. Ở đây sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, mình thấy con bò không phải là bò ốm nha. Đó, bò thì nó
liền màu, lông nhuyễn da sát, cấp mình thì rộng, đòn dài. À, con này chiều cao tại phía sau khu của nó thì dao động tầm khoảng từ 1m23, 1m24, 1m25. Bò này mới 11 tháng nha quý vị và các bạn. Đối với những con bò này thì nó thuộc về những con bò bự con, chứ không phải là bò cóc, bò cỏ gì ha. Đó, cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu muốn mua đôi bò này thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được đôi bò này với giá là 42 triệu hai con. 42 triệu là anh chủ nhà đã bớt 500 ngàn tiền xe rồi đó nha. Nếu như mua lẻ thì con này giá 21 năm, con này có giá là 21 triệu. Cặp bò này thì nói chung là nó cũng xứng vừa túi tiền với mọi người, những anh những chị chúng ta, những cặp vợ chồng chúng ta mới ra riêng, chúng ta có thể mua đôi bò này về đó, thay vì mình bán cây vàng ra mình để trong túi mình xài, hoặc là mình để cây vàng nữa mày biết đâu mai mốt nó tụt giá lỗ đúng không. Mình mua đôi bò này về có 42 triệu thôi đó, bà con của bác anh chị về đợi vài tháng sau bắt đầu có phối tinh này, hai chồng mình đi làm công ty cũng chẳng được, mình về mình nuôi mấy con bò này đó, mình tạo ra một cái nguồn thu nhập thụ động để hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế gia đình theo một cái chiều hướng thụ động ha. Đó, bà con cô bác anh chị đó, mình sáng mình chịu cực mình ngủ dậy sớm tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ đó, mình ra mình vệ sinh chuồng trại cho hai con bò này, rồi cái bắt đầu mình vô mình chuẩn bị mình đi làm công ty cũng được, làm công nhân viên chức nhà nước cũng được đó. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua hai con bò này thì liên hệ ngay và liền với em ha, để chúng ta có thể chốt được đôi bò này mua về nuôi phát triển kinh tế. Còn thì bây giờ em sẽ lại gần nó và cập nhật về chiều cao để cho bà con cô bác anh chị chúng ta nắm bắt về cái thông tin cơ bản về chiều cao của những bò này, về những hình thể cũng như là về cái nội dung của video là em đã cập nhật đầy đủ những thông tin cơ bản kèm theo những hình ảnh cận cảnh để cho bà con cô bác anh chị chúng ta nắm bắt được rồi. Và bây giờ chỉ việc là bà con cô bác anh chị thích nó thì chúng ta nên đo hào ra cây cột hoặc là bức tường về cái chiều cao của nó, giống như là em đo như này, chiều cao của con này tại phía sau khu là 1m25 nha, ở phía sau khu á đó, mình đo hạo ra rồi mình coi cây bò chiều cao tầm này nè có phù hợp túi tiền như mình hay không, mình có thích muốn mua hay không. Nếu mà cảm thấy muốn mua thì mình liên hệ liền với em, số điện thoại em để cho mình làm nha. Ở đây thì con này thì chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m28 đó. Cặp bò này thì bây giờ anh xin chốt giá lại một lần nữa, là cặp này á là anh chủ nhà bán với giá là 42 triệu 500, mà ai mà mua hết một cặp á thì anh chủ nhà sẽ bớt 500 ngàn phụ tiền xe để chúng ta hỗ trợ cho chúng ta về cái mặt kinh phí vận chuyển đó, nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển đi, bà con cô bác anh chị thể tiếp cận được những bò giống này. Rồi nếu mà ai cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới và có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em, sẽ được phát sóng vào 3 khung giờ quen thuộc, 7 giờ tối, 8 giờ tối và 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần. Bà con cô bác anh chị lên đây chúng ta xem và lựa chọn những bò giống. Và bây giờ em xin kính chào và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp.